Đến với những thông tin dự báo thời tiết thì hôm nay Nam Bộ sẽ xuất hiện nhiều điểm nắng nóng. Vậy đâu là nơi nóng nhất vậy chị Lan Trì? Vâng, thành phố Biên Hòa và huyện Đồng Phú của Bình Phước sẽ là hai điểm nóng nhất ở Nam Bộ anh ạ. Nhiệt độ ở đây có thể lên đến là 36 độ như anh và quý vị có thể thấy. Nhiều nơi khác ở miền Đông ngày hôm nay cũng xảy ra nắng nóng ạ, như là tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một hay là Tây Ninh thì đều ở mức là 35 độ. Cùng với nắng nóng thì chỉ số tia cực tím ở khu vực Nam Bộ ngày hôm nay cũng sẽ ở mức rất cao, có thể tác động xấu tới sức khỏe. Như là tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau hay là Phú Quốc thì đều ở mức từ 8 đến 9. Và để tránh bị sạm da, cháy nắng thì quý vị cần chú ý các biện pháp chống nắng khi ra ngoài. Vâng, và trong khi Nam Bộ nắng nóng thì ở Bắc Bộ lại mưa ẩm suốt nhiều ngày rồi. Và không biết là tình trạng này sẽ kéo dài tới khi nào vậy chị Lan Chi? Mưa thì sẽ còn kéo dài ít nhất là đến cuối tuần này cơ ạ. Và thời gian mưa thì sẽ tập trung chủ yếu là về đêm và sáng. Thế còn đến buổi chiều thì vẫn sẽ có những khoảng tạnh ráo ạ. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là từ 20 cho đến 28 độ. Còn ở phía Tây Bắc thì sẽ có nơi cao hơn, ở mức là từ 30 đến 31 độ. Phần lớn Trung Bộ ngày hôm nay gồm khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận và cả Tây Nguyên thì dự báo là trời sẽ có nắng. Nhiệt độ cao nhất ở Trung Bộ vào khoảng 27 đến 31 độ. Còn ở Tây Nguyên thì trời nóng hơn, nhiệt độ là từ 31 đến 33 độ. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa dự báo là ngày hôm nay đều ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km và gió khoảng cấp 4, cấp 5. Riêng khu vực Vịnh Bắc Bộ thì đêm và sáng khả năng là sẽ có sương mù, tầm nhìn xa giảm xuống dưới 1 km trong sương. Cảm ơn những thông tin đến từ chị Lan Chi. Và hy vọng là những thông tin vừa rồi thì giúp quý vị và các bạn có thể chuẩn bị tốt hơn cho các kế hoạch trong ngày.